Lần đầu được ăn bánh bèo kiểu Đà Nẵng mà lại ở Bình Thạnh, ăn riết mà cô chủ quán quen mặt Phúc luôn. Thỉnh thoảng thì hay ghé ăn bò lã lốt mỡ chài rất là ngon, mà quán lại nằm dưới một cái tán cây to mát rượi. Quán này bán từ trưa tới tối nên Phúc hay thích chiều chiều ghé cô. Quán cùng địa chỉ với lại cà phê Nguyễn mà Phúc thích nhất ở đây là món bò lã lốt mỡ chài của cô. Mỗi phần có đến 8 viên, ăn tới đâu thì nướng đến đó. Khói bay thơm mà ứa nước miếng luôn. Mà mắm nêm á được nhập trực tiếp từ Đà Nẵng quê cô vô nữa. Cô chuẩn bị chu đáo từ dĩa rau tươi rối, dĩa dưa leo, khế, chuối chát và một ít đồ chua, rồi ăn kèm với là một dĩa bún nữa. Không biết mọi người có tin không chứ hôm nay là lần đầu tiên mà Phúc ăn bánh bèo Đà Nẵng. Với phần bột gạo tự xay, phần sốt thịt và tôm xay cực thơm, lại có thêm hành phi, đậu phộng chan thêm nước mắm là xuất sắc luôn, mà mỗi chén chỉ có 6 cành thôi. Tô bún thịt nướng với hai kiểu thịt nướng kết hợp với lại chả giò mà cô tự cuốn, thêm dưa chua, mỡ hành, đậu phộng, rồi chan chén nước mắm chua ngọt lên vừa vị trộn đều rất là ngon. Bà cô thiệt là tâm lý để riêng cái dĩa rau dưa cho mấy đứa mà ngàn đời không có thích ăn rau nè. Mà cái tô bún thịt nướng của cô đúng ngon, cho nên ai mà thích đổi vị thì nó lại liền đi. Quán của cô còn có bò nhúng giấm mà quán xài giấm táo cho nên vị thanh ngọt, ăn rất là ngon, mà các bạn xem clip trước đây sẽ thấy nha. Món mà Phúc thích nhất vẫn là món bò lã lốt mỡ chài, mỗi phần có đến 8 viên, mà nếu các bạn ăn thập cẩm hai loại thì cô cũng bán luôn. Mắm nêm thì rất là ngon mà có thể đổi vị với lại nước mắm chua ngọt thì cũng xuất sắc lắm. Quán của cô thì bán từ 11 giờ trưa cho đến tối mỗi ngày, buổi trưa còn có cơm trưa văn phòng nữa. Đừng quên nói lại cái quán bò lã lốt mỡ chài ngon mà không ai nói cho các bạn biết nếu mà Phúc không lên clip đâu nha.